Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi hồi ký những ngày tháng khó quên, chủ đề xây dựng nghĩa trang quân đội do Trí Tôn và Thanh Trang thực hiện. Đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đỏ bao lần. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại bằng 10. Từ trận thắng hôm nay, ta xây lại đẹp hơn. Từ xóm làng xa xôi cho đến trung tâm phố thị, in ỏi tràn lan những ca khúc chiến thắng của cách mạng, của giai cấp công nông, thắng lợi của giai cấp bần cổ nông. Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thương tiếc cùng năm tháng, đành ngậm ngùi vĩnh biệt. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa hoang tàn, lạnh lẽo, chẳng chút tiếc thương. Tìm cố quận xanh mờ thủy nguyệt, kiếm quên hương khóc bích ngàn đào. Nhung nhớ chết đọa đài biền biệt, gió một vùng huyền mộng chim bao. Những bà mẹ khóc canh thâu, ngàn năm có biết đất nào nóng nung. Làng kia lửa cháy điệp trùng, bốn mùa thiêu đốt tận cùng hang con. Người đi có nhớ trắng trong chiều nay. Thưa ông, cơ duyên nào ông đã đảm trách công việc chỉ huy trưởng để xây dựng nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Sau khi tôi học khóa công binh cao cấp ở Fort Belvoir ở bên Mỹ, và khóa sĩ quan kiến tạo, rồi tôi về mà tất cả cái công trường của nghĩa trang quân đội thì chúng tôi trong lúc đó ở trên tổng cuộc tiếp vận muốn hoàn tất sớm rồi mới được ông tướng chức chỉ huy trưởng cục công binh chỉ định tôi. Công việc đó nó rất tốt đẹp mà đúng theo kỹ thuật nghề kiến tạo, chẳng hạn như buộc sắt, nối sắt, rồi đổ xi măng, rồi đóng khuôn. Mà cái vất vả nhất là đóng khuôn cho cái cột cao 48 thước. Lúc đó chúng tôi muốn xin cái khung để làm, mà cục công binh có mua cái khung đó mà ở bên Đức đưa về, chúng tôi nhờ cái khung đó mà chúng tôi đóng lên. Đó, thành ra chúng tôi có đặt một cái máy ngắm á, để mà ngắm nó. Nhưng mà theo kinh nghiệm chúng tôi á, thì chúng tôi chính giữa cái cột đó chúng tôi có sợi dây, có cái tiêm xuống dưới, nó làm căn bản ra. Nhờ cái đó mà chúng tôi giữ tới ngày mà chúng tôi hoàn tất nó thì nó rất tốt. Nhưng rồi kế tiếp đó chúng tôi phải làm cái vành khăn xung quanh. Vành khăn xung quanh thì nó có 4 cột, có 3 cái bề cao nó là 3 thước rưỡi mà cách mặt đất 2 thước rưỡi ở trên, nó bao quanh đó. Rồi chúng tôi cũng làm tới ngày 28 thì còn một cái phần chót, phần thứ tư của vành khăn là xong. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng hết rồi để đổ, để xong vành khăn đó. Mà tới bây giờ tôi có về thăm thì vành khăn đó dân nó khóa ra rồi, nó cắt sắt nó lấy đi. Vì thế bốn cái vành khăn đó, 4 phần mà chỉ mới đúc được có 3 phần thôi. Xin ông cho biết sơ lược về những công việc đã làm cho nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa dự trù làm xong tất cả, xung quanh đó là 11 ngàn cái phần đất
để phần mộ cho tất cả mà những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Thì trong số 11 đó thì chỉ mới hoàn thất được có 6.000 cái mà thôi. Rồi còn cái phần nghĩa Dũng Đài thì chúng tôi chỉ hoàn thất, nhưng còn một phần tư của cái văn khăn chưa xong. Trong cái phần nghĩa Dũng Đài, sau khi xong thì xung quanh nghĩa Dũng Đài sẽ đổ thêm đất và trồng cỏ để làm cho cái phần trang trí ở phía dưới cho nó tốt đẹp hơn. Thì chúng tôi cũng đã dự trù hết rồi, nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 chúng tôi làm không kịp, thành ra những phần nó còn thiếu sót. Còn cái phần cái nghĩa Dũng Đài, cái trụ giữa đó bây giờ ở bên Việt Nam đó, người ta cắt xuống lối 7 thước, rồi trên đó người ta làm một cái chỗ để cho người ta canh gác ở trên. Nghe đồn vậy thôi, với chúng chỗ đó là của nó hạn chế những người tới, ra đứng xa thì thấy cái trụ nó đứt khúc rồi. Việt Nam bây giờ là một nước cộng sản, cái công việc xây dựng nghĩa trang quân đội Biên Hòa đã bị bỏ phế. Thì xin ông cho biết ý kiến về công việc trùng tu nghĩa trang trong tương lai. Chúng tôi thấy cái nghĩa trang quân đội bị tàn phế, chúng tôi rất đau lòng. Trong những người đau lòng thì có những người bạn của tôi, thì họ cũng tự nguyện, họ kêu gọi anh em đóng góp một ít tiền gửi về để chỉ trùng tu những ngôi mộ mà nó bị lỡ sụp mưa gió không có người giữ. Là có anh Nguyễn Đặc Thành, khóa 12 Thủ Đức. Anh Thành anh có thiện chí, anh làm có nhiều kết quả tốt, bảo tồn cái di tích của nghĩa trang quân đội Biên Hòa của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn ông đã đến với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính chúc ông nhiều sức khỏe. Và xin ông gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài SBTN và VATV. Tôi cảm ơn tất cả những khán giả của đài. Chúng tôi thành thật chào tất cả mọi người đã để tâm nghe tôi nói. Nếu có gì thiếu sót thì xin bổ túc thêm cho nó sáng tỏ vấn đề. Xin thành thật cảm ơn. Hồ Chí Minh đã nêu bật sức mạnh của quân và dân, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đánh cho Mỹ Cúc, Ngụy Nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam, đánh cho khoai sắn thành vàng, đánh cho dép lớp phải mang thế dày, đánh cho Bắc đọa Nam đài, đánh cho thù hận giờ này chưa tan, đánh cho cả nước Việt Nam áo ôm khổ sách xếp hàng xin cho, đánh cho hết muốn tự do, hết mơ dân chủ, hết lo quyền người, đánh cho dở khóc dở cười, hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.